đi à. Sao bạn nhớ tới mà anh em và bạn bè chúng ta quen nhau. Chờ qua những buồn vui và những nỗi buồn, được trùng lắm với những chút cảm, nước mắt và nụ cười khi chúng ta hiểu nhau hơn. Và sau bao nhiêu đêm đau, tất cả những dòng tay viết cho bàn phím, để hồi tưởng lại những ký ức đẹp của fan đất idol. Những lúc chúng ta tụ tập lại nhau như những đám trên hồ đèn ai đàn chị, và một chai rượu, một điểm mừng cùng nhau chém gió trong đêm khuya. Những lúc sẽ như thế này, tình cảm nó mới một phép. À đâu anh nhớ thằng muốn muốn mình lúc nào cũng tự kỷ, để tốt lúc thì phải buông tay, những lúc say thì lại lên đây. Mình nói cho mà nghe, đã hết tình cảm rồi thì buông tay đi ha, đừng níu kéo chỉ làm khổ nhau thôi. Còn tao đổ là cái gì mà khiến bản thân mày phải đau khổ hả? Nghe là tao đi, thằng cho đi. Đừng là quái chính trong thế giới hệ của tao. Sao mày không trông con em như nguyện? Đừng chỉ biết cười, biết hại cho mọi người. Sao mày không lại vui lên đi để mà còn vững bước? Trong khi làm chi bên tao làm gì những chút cảm kia? Cứ sống ta đi rồi mà sẽ cười. Vì vậy, tao không muốn thấy một thằng bạn mê gái mà quanh bạn như mày. Phải là chính mày đi hả? Thế giới nào cũng có tồn tại, thế giới nào cũng có tương lai, nhưng đó cũng chỉ là tồn tại của một thế giới. Sau bên đó còn có rất nhiều thế giới, cái thế giới mà tôi sống được gọi là thế giới thề. Thế giới nào cũng có tồn tại, thế giới nào cũng có tương lai, nhưng đó cũng chỉ là tồn tại của một thế giới. Sau bên đó còn có rất nhiều thế giới, cái thế giới mà tôi sống được gọi là thế giới thề. Vợ của Văn lớn idol à, hãy nghe anh nói nè. Và rồi ngày đó em cũng đến bên cạnh anh vào một ngày trời đầy gió. Em ban nắng, em ban màu xanh, em bắt đầu thật long lanh, làm anh bắt đầu yêu em nhiều hơn. Tình yêu không phải ai cũng tìm được nhau, anh sẽ giữ lại những giây phút mình bên nhau. Trong tình yêu thì có nhiều điều không nói trước được, nhưng anh vẫn hy vọng rất nhiều. Tình ta sẽ đẹp như mong ước, dù cho còn cách có xa xôi, dù sao khi có độ thôi. Thì mặt trăng vẫn ở mặt trời, anh yêu em và chỉ yêu mình em. Ngày nay chút kiếp anh chỉ yêu mình em. Chúng ta từ chồng mẹ nhé em, ngày qua ngày anh chỉ nhớ em tôi, và chạy cần nghe từ chồng em hết những trò tin nhắn mỗi đêm tôi, nhưng thế cũng khiến anh vui rồi. Thế giới nào cũng có tồn tại, thế giới nào cũng có tương lai, nhưng nó cũng chỉ là tồn tại của một thế giới. Sao nhưng nó còn có rất nhiều thế giới, cái thế giới mà tôi sống được gọi là thế giới thề. Thế giới nào cũng có tồn tại, thế giới nào cũng có tương lai, chỉ là tồn tại của một thế giới, sau khi nó còn có rất nhiều thế giới, cái thế giới mà tôi sống được gọi là thế giới hệ.